bạn đang đến với chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 10:30 thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự đồng hành từ bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Đến với Giải Mã Nhan Sắc sẽ có cả một bầu trời kiến thức về làm đẹp dành cho quý vị khán giả. Và chủ đề trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó chính là mịn màng làn da. Khi mà nghe cái tên chủ đề mịn màng làn da thì chắc chắn là chúng ta sẽ tưởng tượng về một cái làn da mà nó thật là mượt mà, không tì vết, đúng không ạ? Nói đến chữ tì vết trên khuôn mặt của chúng ta thì có thể nói là một trong những cái tì vết mà khiến cho tất cả chúng ta đau đầu nhất và mệt mỏi nhất, đó chính là mụn. Trước khi giải mã những cái thông tin và kiến thức hữu ích để làm đẹp cho một làn da mụn thì trước tiên xin mời quý vị cùng gặp gỡ những làn da mịn màng sẽ đồng hành cùng với anh Thơ trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ diễn viên Ngọc Hoa, diễn viên Trà Ngọc, diễn viên Dương Thanh Vàng. Trời, khi mà hai em đứng bên cạnh nhau á là chị thấy một cái số 10 tròn trĩnh luôn. Em với là chị Hoa hả chị? Ừ. Ủa chị nói sao chứ em thấy hình như cái đội hình này hơi sai sai. Bên này mới là số 10 nè chị. Đây, đây em gáp lại đó, đây, đây đổi cái chỗ cái nào. Không, bây giờ đang là 0-1 nha. 0-1. Dạ. Đó, bây giờ đang là 0-1. Hồi nãy 10 điểm đó, bây giờ còn có 1 điểm đó. Em khổ lắm chị, nhiều khi đi chung với qua em bị áp lực á. Không, chị hiểu. Sao? Nghĩa là rạng rỡ quá không em? Không hề. Sao vậy? Mọi người sợ nó dắt té còn đè em chết em. Trời ơi, thôi mà. Tới đây làm đẹp. Hoa, mình đang lên sóng nha làm em. Làm đẹp, làm thường đẹp chương trình. Đúng rồi. Mà cặp nào hay gây cấn á chị, là cuối đời hay về nhau lắm. Em hay quá. Dạ, đây nè chị đã. Em biết mà. Là ghét của nào trời trao của đó. Bây giờ em ghét anh Vàng với là chị Hoa rồi. Ừ. Là một cặp đó, số 1 điểm là đẹp đó. Đó. Ừ. Kêu ra luôn đi chị. Kêu gì? Chứ gì? Ai kêu kêu gì chứ? Chị là em không tính rồi đó. Nhưng mà đây nam nữ rồi thì em nữ. Nam em đâu? Trai. Bị dư. Chị xin lỗi em, bây giờ em nói chị mới để ý. Không phải thôi, em ra em nhận cách xe em về đi em. Em ra em nhận cách xe em về đi em. Ủa sao vậy chị? Ừ, chứ em dư quá mà. Mình dư rồi. Lỡ em quay rồi giờ đã dính hình với mấy máy anh hết rồi. Dạ mình rút ra không có được, cho nên là bây giờ mình cứ gọi gấp tới một anh trai cho em đi. Dạ. À, gọi một anh trai chí tài nha. Không, anh có ai trẻ trẻ không? Ủa em quan biết xa dữ vậy luôn. Trẻ trẻ đi chị. Trẻ trẻ hả? Thì bên đây số 01 rồi hả? Vậy em đây số 6 đi, sao vậy? Sao muốn? Vô tình nha, cái này không phải. Đúng lý ra là cho chị đó. Chị có thủ sẵn nữa. Chứ không phải cho em đâu, nhưng mà vô tình em nói nên thôi bây giờ là chị mời ra luôn nha. Vâng, sau đây xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ makeup artist Đàm Quang Phúc. Cái gì vậy trời? Anh chàng ôm lại. Dạ ôm lại anh chàng. Ôm nhốt cho chị dịch miếng. Đừng hao mòn. Mọi người ơi, xin chào mọi người. Chương trình của chàng tới đây là hết rồi. Mọi người tiếp tục trò chuyện đi nha. Tôi không vô. Em tham gia chương trình không có được thanh toán cát-xê đâu. Đúng rồi, chưa được 30% luôn á. Tôi cảm thấy tôi bị thừa thải trong chương trình này quá. Ba người phụ nữ đều dành anh Phúc của tôi. Ai dành? Tôi. Ai dập? Rồi, để em. Thà em đừng nói là chị chưa thấy em thừa. Đúng rồi đó. Thà vẫn còn có cặp. Nhưng mà em nói xong mới thấy đúng là thừa thiệt. Sao kỳ vậy? Thôi anh về đúng vị trí anh đi. Anh về đúng vị trí. Em không muốn sức mẻ tình bạn đúng đó. Đúng rồi. Nói chung là anh đã về với Thơ rồi. Cho nên là chúng ta có thể bắt đầu chương trình được rồi. Đúng không? Vâng, sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng giải mã những cái bí quyết làm đẹp dành cho làn da bị mụn nằm trong chủ đề mịn màng làn da. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương mục Đẹp Tinh Tế. Ở chương mục Đẹp Tinh Tế, đây là chương mục mà chúng ta sẽ chia sẻ cho quý vị khán giả thật là nhiều những cái thông tin, những cái mẹo nho nhỏ để tự làm đẹp cho chúng ta mỗi ngày. Thì ngày hôm nay với chủ đề là mịn màng làn da, là những cái bí quyết cho làn da bị mụn á, ở cái chương mục Đẹp Tinh Tế, Thơ muốn chúng ta cùng nhau chia sẻ cái cách lựa chọn kem nền hay là cái cách make up dành cho làn da bị mụn. Còn cái vấn đề điều trị mụn chúng ta nói làm sao nhé. Tại vì bao giờ cũng vậy, không có lời khuyên đầu tiên luôn, hãy đi trị mụn trước khi muốn make up cho đẹp. Nhưng mà cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta vẫn tiếp diễn mà. Chúng ta vẫn phải đi làm, chúng ta vẫn phải gặp đối tác, đúng không? Cho nên là không thể nào mà chờ cho nó hết sạch mụn rồi chúng ta mới make up được. Và ngày hôm nay sẽ cùng nhau chia sẻ nha. Đầu tiên là Vàng, sao chị Vàng? Cái gì tự nhiên nói giống như em đang ăn chua vậy? Nhắc tới chủ mụn là em đau lắm. Trong 4 người đây chắc da mặt em xấu nhất luôn á. Khoảng cách đây 6 tháng thì da mặt em hay nổi mụn lắm. Tức là nổi mụn đầu đen là nhiều nhất. Nhưng mà khoảng 6 tháng trở lại đây em để ý là da mặt em ít nữa. Không có mụn đầu đen mà mụn bọc.
bây giờ nó không còn mụn trứng cá, mụn cúc như ngày xưa nữa. Vậy hả? Thôi là bị mụn mà theo đời. Bình thường thì không có, da rất là đẹp. Nhưng mà nó đã lên rồi là lên nè. Chị Thơ giống em cũng vậy. Tức là nó trong người mình nó bị nóng á, nó sẽ lên mụn. Và em quy định luôn là cứ mỗi lần mà sau khi em ăn hải sản xong thì nó sẽ lên mụn. Ê, chứ bây giờ nghe ai nói mà ăn hải sản bị nổi mụn á. Em bị. Vậy thì cái lúc mà em bị mụn á, thì lúc đó em make up làm sao cho cái nền của mình nó che được những cái vết mụn đó? Em có hai loại nền. Nền nữ và nền nam. Nếu mà diễn nữ á, thì cái nền nữ của em đánh thường rất là dày, đánh theo sân khấu, cho nên là em không có lo về cái chuyện ở dưới da em nó nổi bao nhiêu mụn thì thay kệ nó, không bao giờ thấy được. Tại vì cái em đánh nó lên tới một lớp dày vậy nè. Còn cái nền nam thì phải nói là cực, tại vì em phải dùng vừa che khuyết điểm mà em che rất là nhiều loại. Rồi em có lấy bí quyết trong sân khấu của em á, là trước khi mà em trang điểm á, em hay lấy phấn mắt mà loại phấn lì á, em lấy màu đối lập, em đánh lên mụn trước, đến phần chỗ nào mà nó bị khuyết điểm em đánh lên trước, rồi sau đó em đánh một lớp má hồng lên trước khi em lót nền lên. Thì sau khi mà em lót nền lên thì những chỗ đó nó mất hẳn luôn. Thì sau đó đánh lên lớp là mình gọi là cái hiệu chỉnh màu sắc ở trong make up cũng như là trong hội họa đó. Thì khi mà mình nắm được cái quy tắc mà hiệu chỉnh màu sắc đó, thì mình sẽ che được những cái màu đối lập rất là dễ. Còn hai chị em thì sao? Cái giai đoạn mụn của em nhiều nhất là nằm ở thời trung học rồi. Cái hồi đó thì em ít make up, nhưng mà thật ra em có bí quyết. Em không có mụn li ti nhỏ đâu, em mụn một lần là mụn bự. Không, mụn ờ đó, cái bịch đó, mụn bịch đó. Em make up là đánh bằng cushion đó là không có che được. Cho nên phải xài đúng là phải có một lớp nền, một lớp phấn. Chứ nhiều người có thói quen từ dùng cushion là không có tác dụng đối với mụn đó đâu. Trời, cái thời cấp 3 của em mà em biết hết luôn vậy á. Thời cấp 3 mà xài cushion rồi đó. Điều điều quá chị. Em nói chị em có đi học thức mà. Hay gì ta? Em thường thường từ đó giờ ít mụn lắm. Nhưng mà chị á, nghĩa là đã mụn là mụn một cục. Chưa tới lúc ít lắm. Chưa tới lúc một cục. Đúng một cục mà nó là to thôi. Rồi xong mà nó tự lặn cái em không biết làm gì hết. Tại vì ít khi nào mà em trang điểm lắm, em không biết trang điểm. Em không biết trang điểm. Chị em à, có em có mụn thành mục ruồi nữa. Cam chịu, đúng rồi, em cam chịu. Trời, em có mụn thành mục ruồi. Đúng rồi. Có chị. Có em nè, em không có cái mục ruồi này. Tự nhiên từ năm 18 tuổi em có mục ruồi này là không, từ không, có không. Một cái mụn. Cái chuyện mà cái mụn thành mục ruồi là có. Là cái, có thật. Trên mặt em là có mấy rồi. Cái đây không phải là gọi là mục ruồi mà đây gọi là tàn nhang. Bản thân của Phúc á, là da của Phúc là cũng thuộc loại là da nhờn, rất nhờn. Và tới tận thời điểm này á, thì mặc dù đã qua tuổi dậy thì rất là lâu rồi, nhưng mà mặt Phúc vẫn nổi mụn lai rai. Cái ưu điểm của da nhờn là lúc nào mình cũng trẻ hết, tại da lúc nào cũng đủ ẩm cả. À, đó. Đúng, nhưng đúng, mà hợp lý. Ủa vậy hả? Cái trẻ hoài nhưng mà xấu hoài, nổi mụn hoài rồi em. Ủa vậy rồi làm chi ta? Không thể. Da mà khô là da lão quá nhanh lắm, tại vì đúng nó rồi. Mất collagen rất là nhanh. Mà công việc của Phúc đòi hỏi Phúc là phải xuất hiện nhiều, là làm sao mình phải che được cái vết mụn hoặc là vết thâm một cách mà mỏng nhất có thể và tự nhiên nhất có thể. Phúc có mang theo một cái bảng màu như thế này. Đây là cái bảng màu hiệu chỉnh màu sắc. Thì như Thơ nói á, mà mình muốn make up đẹp, mình phải có làn da khỏe, thì cái việc điều trị mụn là tất nhiên rồi, thì mình sẽ không bàn tới nữa. Nhưng mà trong cái trường hợp mà mình đã có mụn và đang có mụn, thì mình muốn make up để mình che như thế nào á, thì các bạn có thể là mua cái bảng này. Trong cái bảng màu của mình á, thì những cái màu mà nó đối nhau á, thì nó sẽ trung hòa nhau. Trong make up mình chỉ là việc nhớ là một vài màu cơ bản để mình trang bị cho việc make up thôi. Có nghĩa là hai cái màu như thế nào trộn ra màu khác đó đúng không? Đúng rồi, thì nó sẽ trung hòa cái màu đó lại, thì khi đó mình mới lấy cái che khuyết điểm màu da mình che lên nó rất là dễ dàng. Chẳng hạn như cái mụn màu đỏ mà mình che khuyết điểm thì mình che hoài nó vẫn còn đỏ đúng hoài rồi. Luôn. Thì khi đó mình phải trung hòa cái màu đỏ của nó bằng cách là mình sử dụng màu xanh. Thì mình lấy màu xanh mình che lên cái mụn màu đỏ thì mình sẽ thấy là một cái đốm màu xanh đó. Nhưng mà cái thực chất là cái màu đỏ của mụn nó đã được trung hòa rồi. Khi đó mình sẽ lấy cái phấn nền của mình á, mình chỉ việc phủ nhẹ lên thôi là mình sẽ lập tức che được cái mụn màu đỏ. Cái ô màu vàng kế bên thì màu vàng nó sẽ trung hòa màu tím trong những trường hợp mà mình bị quýnh chẳng hạn. Em bị bầm. Ôi sao mà cái này nguy hiểm bây giờ. Da các bạn mà nó bị tím tái chẳng hạn, hoặc là mình vô tình mình bị té đâu nó bị tím, thì mà mình muốn make up mình che lại thì mình sử dụng màu vàng để mình trung hòa cái màu tím, nó dịu cái màu tím lại, rồi mình make up lên nó sẽ rất là mỏng nhưng mà nó che được cái màu tím hoàn toàn luôn. Hiểu. Thì đối với màu tím ở đây cũng vậy, đối với bạn nào mà da bị vàng quá chẳng hạn đó, thì mình có những cái điểm mà mình bị tăng sắc tố nó bị vàng quá, hoặc là mình có vấn đề về gan chẳng hạn, thì mình sử dụng màu tím để mình trung hòa cái gương mặt mình cho nó đỡ vàng lại. Khi đó là mình make up thì gương mặt mình sẽ tươi tắn hơn. Thì đây, không lẽ thầy lấy cái màu tím nó chét hết cả mặt. Đúng rồi, hoặc là mình thấy cái chỗ nào mà nó vàng quá thì mình chét thôi. Đó là để mình trung hòa cái màu vàng đó lại cho nó nhẹ lại, thì khi đó là mình sẽ sử dụng là các bước make up bình thường sau đó. Để minh chứng cho những cái điều mà Nam Quang Phúc vừa mới chia sẻ thì chúng ta sẽ nhờ đến một bạn người mẫu đang có cái vấn đề là bị mụn ở trên da, bao gồm cả mụn và lẫn những cái vết thâm
vô bụng để lại nha, để xem là nhà từ nãy giờ những cái gì mà lý thuyết rồi đó. Dạ, Quang Phúc chia sẻ bằng lý thuyết đó thì thực hành thực tế sẽ như thế nào. Như hôm nay chương trình có nhờ bạn Ngô Ninh sẽ làm mẫu để có thể xác minh là những cái điều mà đàm Quang Phúc vừa mới nói nha. Thì thơ thấy là bạn người mẫu của chúng ta là trên mặt là đang có mụn nè. Ừ, có mụn đỏ nè. Đúng rồi. Và có những cái vết thâm màu nâu vết nữa. Thâm. Đối với những bạn mà da bị mụn á thì hay mắc phải một cái sai lầm như thế này. Các bạn nghĩ là da các bạn đang bị dầu nhiều quá. Đúng. Nên là phải rửa mặt cho nó sạch bông mà nó khô cong lên luôn. Ồ. Rồi các bạn nghĩ là lát hồi ra dầu là vừa. Đó, nhưng mà thực chất không phải. Thì da các bạn sẽ bị lâm vào cái tình trạng là da dầu mà thiếu nước, là khi đó là da nó rất là khô đi. Nó thì cái hệ thống da mình nó rất là hay, nó lập tức là nó báo lên não là da quá khô. Thế là da mình nó lập tức nó tiết dầu gấp đôi, gấp ba bình thường. Thế là mặt mình lại nổi mụn nhiều hơn. Khi đó các bạn phải là cố gắng mình dưỡng ẩm cho da đủ ẩm. Thì khi mà da đủ ẩm rồi nó không có báo lên não nữa. Tôi đã đủ ẩm rồi. Nó đỡ tiết dầu hơn đó, nữa. Thì khi đó là não nó sẽ không có chỉ thị tiết dầu ra và mặt mình nó sẽ đủ ẩm vừa phải và nó sẽ không có là cái môi trường tốt để cho mụn phát triển. Thì các bạn là sau khi rửa mặt các bạn phải sử dụng toner. Thì tới khi mà các bạn sử dụng toner xong rồi các bạn bắt buộc là phải sử dụng dưỡng ẩm. Tại vì mình da mụn thì nó sẽ đi kèm lỗ chân lông to, là những cái sẹo mụn. Thì nếu mà bạn nào muốn mà có một cái nền hoàn hảo hơn để mình đi tiệc chẳng hạn thì mình có thể là sử dụng thêm những cái loại là mình gọi là base, là lót. Đúng rồi, lớp lót hoặc là những cái primer. Thì những cái này nó có gốc là silicone chẳng hạn, thì nó giống như là một cái lớp xi măng vậy đó. Nó trám nhẹ qua tất cả các lỗ chân lông và các nếp nhăn li ti cũng em như là cái vết sẹo mụn. Thì khi đó là mình sẽ có một cái bề mặt tương đối nhẵn hơn để mình make up sau đó nữa. Đúng rồi, sau lớp dưỡng là thường em xài lớp lót. Tại vì lớp lót nó tạo cho cái da có độ bóng. Bây giờ là Phúc sẽ tiến hành che những cái vết mụn đỏ bằng cái nền màu xanh. Chưa kể là chẳng hạn như khi mà Phúc make up cho người khác thì trên gương mặt nó có rất nhiều chỗ để mình cần fix màu lại. Chẳng hạn như đỏ, bây giờ là Phúc chấm màu xanh đi. Lát hồi là Phúc thấy cái quần thâm, Phúc lại chấm màu cam, là hồi là cái mặt đủ màu luôn. Đó đã quá vậy. Nhưng mà cái này thì em mua như thế nào ạ? Em chỉ việc ra những cái cửa hàng mỹ phẩm, em nói là mua một cái bộ màu xanh, xanh hồng hoặc là xanh vàng để mình che khuyết điểm. Hoặc là cái tên mà trong chuyên ngành mình nói là một cái bộ màu để hiệu chỉnh màu sắc che khuyết điểm. Thì sau khi mà các bạn đã che những cái màu mà mình cần che rồi thì bước kế tiếp thì các mình sẽ sử dụng các che khuyết điểm mà màu da của mình hay sử dụng. Thì thường ngày á thì mình che cái mụn, mình che hoài, mình che nhiều lớp mình mới che được. Nhưng sau khi mà mình đã hiệu chỉnh màu rồi thì mình chỉ việc che một lớp mỏng thôi. Hay quá. Thì bây giờ mình có là chẳng hạn như cá nhân mình mua đúng cái cây của mình thôi, thì mình có là dạng krem nè, dạng liquid nè, rồi mình cũng có là dạng sáp nữa. Hoặc là những bạn nào liquid là sao? Liquid là nó lỏng hơn cái dạng liquid là nó sệt đó chị. Đó là mình sẽ bấm ra như thế này, mình sử dụng bao nhiêu mình bấm ra bấy nhiêu và nó có cái đầu cọ sẵn luôn. Còn là bạn nào mà sử dụng nhiều á thì có thể mua có loại nhiều màu như thế này để mình che nhiều nơi trên cơ thể luôn. Nhiều nơi trên cơ thể. Đúng rồi, thẹo hoặc là hình xăm. Là ngồi che cả ngày luôn á, chưa đi cái đám cưới nữa. Là đúng là cái hình xăm á thì hình xăm là màu tím, thì khi đó các bạn có thể sử dụng màu vàng mình phủ lên cái hình xăm đó. Em có thể che bằng màu tím luôn. Đó. Hoặc là cái hình xăm của mình màu xanh, mình có sử dụng màu đỏ mình che lên, rồi sau đó là mình phủ cái che khuyết điểm lên là mình sẽ che được hình xăm. Thì bây giờ là Phúc sẽ bắt đầu là che bằng cái màu da. Thì khi mà mình che trực tiếp lên như thế này thì các bạn lấy tay các bạn chạm cho nó, mình blend màu thì nó sẽ dễ hơn. Nó mất cái màu đỏ của cái nốt mụn. Hay vậy ta. Nó thành da bình thường rồi kìa chị. Thì sau khi mà mình đã che được những cái đốt mụn như thế này, phủ một lớp phấn bột lên nữa thôi để mình xếp cái nền lại cho nó không có xê dịch nữa. Hay quá anh ơi. Còn nếu mà mình muốn mà lộng lẫy hơn nữa thì mình có thể làm thêm một cái lớp nền mỏng ở bên ngoài sau khi mình che khuyết điểm. Cảm ơn em rất là nhiều nha, đã hỗ trợ anh chị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cũng như là các khách mời chúng ta cùng đến với chương mục tiếp theo, đó là chương mục Đẹp Thông Minh. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương mục Đẹp Thông Minh. Nói về mụn thì như ngay từ đầu là chúng ta đã khẳng định rồi, một cái làn da bị mụn thì cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là đi điều trị mụn. Cái việc điều trị mụn hồi trước bây giờ Thơ nghe mọi người nói rất là nhiều là nó khó lắm, nó rất là khó để điều trị dứt điểm. Nhưng mà bản thân Thơ là người đã gặp cái vấn đề này, và tới bây giờ thì Thơ khẳng định được là cái việc điều trị mụn là việc hoàn toàn có thể điều trị được bằng những cái phương pháp hiện đại cũng như là bằng những cái phương pháp đúng từ các chuyên gia. Chính vì vậy cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận
để mà chia sẻ những cái thông tin liên quan đến việc điều trị mụn bằng laser. Xin mời các khách mời cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta, thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Minh Nhật, trưởng khoa da liễu của bệnh viện JW Hàn Quốc. Chào MC Anh Thơ, chào các bạn tham gia chương trình và xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Tất cả những câu hỏi của chúng ta thì nó sẽ xoay quanh các từ khóa. Xin mời các khách mời chúng ta cùng đến với từ khóa đầu tiên, đó là nguyên nhân. Em đặt câu hỏi trước, hồi nãy là khi mà em đưa ra cái dự kiện đó thì em nghĩ là mọi người đang thắc mắc, mọi người cũng hỏi thì em không biết là nó đúng hay sai. Nhưng mà khi mà em để ý là sau mỗi lần em ăn hải sản thì em thường hay bị nổi mụn nhiều hơn. Đó có phải là một trong những nguyên nhân là trong cái quá trình mình ăn uống, con đường ăn uống là con đường dễ nổi mụn nhất hay không? Trong số những nguyên nhân gây ra mụn, nó có liên quan tới chế độ ăn uống. Nhưng mà chế độ ăn uống mà sinh ra mụn thường là chúng ta ăn những cái đồ ăn có nhiều tinh bột, những đồ ăn có chứa nhiều chất béo, hoặc là những chất kích thích cay nóng. Còn cái nguyên nhân mà ăn hải sản, cụ thể là bạn ăn gì? Em ăn cua và tôm. Thì ăn hải sản thì người ta chưa có ghi nhận là sẽ sinh ra mụn. Tuy nhiên thì qua cái lời mà bạn chia sẻ thì mình nghĩ tới cái hướng như vậy. Trong các bệnh lý về da liễu á, nó có một cái bệnh lý là viêm da dị ứng, hoặc là cái bệnh mà mề đay á, thì nó lại có liên quan tới chế độ ăn uống hải sản. Cho nên là nhiều khi á, lúc đó là bạn ăn hải sản, bạn bị mề đay hoặc là tình trạng viêm da dị ứng nào đó. Và biểu hiện của các bệnh lý này thường nó cũng có những cái sẩn, những cái mụn nhỏ nhỏ, nhưng đó không phải là mụn trứng cá. Cho nên là nhiều khi không phải là trong chuyên môn của bạn, cho nên bạn lầm tưởng đó là mụn trứng cá. Với lại như vậy, nguyên nhân mà gây ra mụn á thì nó có liên quan tới cái stress, căng thẳng. Nhiều khi cái này nói cho vui ha, nhiều khi giống như bạn ăn một mình mà bạn không rủ bạn Ngọc, tối về bạn cảm thấy áy náy trong lương tâm, bạn phải suy nghĩ, bạn mất ngủ, bạn bị stress, trầm cảm luôn á chị. Mức độ trầm cảm thì nó cũng là nguyên nhân. Bác sĩ hay quá. Ủa là bây giờ mụn cũng là do nghiệp mà nổi đó hả? Bác sĩ không chỉ lành về làm đẹp mụn mà còn về tâm lý nữa chị. Em hỏi là có phải là một những nguyên nhân gây ra mụn là do mình sử dụng mỹ phẩm không chị? Sau cái lớp thêm em đi diễn em hay tẩy trang xong là em sử dụng nước hoa hồng tông nờ như anh nói đó. Xong rồi em còn một cái loại, tại vì em sử dụng cái đó là nước thần, nhưng mà trước đó em không có xài loại đó, em xài một loại khác thì nó lại không hợp với da em và nó nổi mụn. Nước thần gọi là essence, là mình vừa tông nờ xong là mình tới cái bước là nước thần. Cái thành phần dưỡng ẩm của nó rất là cao, trong khi đó mà khí hậu Việt Nam của mình nó là khí hậu nóng ẩm nữa. Mà mình sử dụng toner rồi mà mình đã sử dụng thêm cái đó nữa thì cái da mình nó bị ẩm nhiều quá. Phúc nghĩ ra nó cũng là một cái nguyên nhân, nó làm cái môi trường tốt cho vi khuẩn mụn phát triển. Thật ra thì nguyên nhân gây ra mụn á, cái việc mình sử dụng mỹ phẩm á, không có đúng cách, nó không phù hợp da của mình, nó vẫn là nguyên nhân gây mụn. Nếu bạn tưởng tượng là những cái sản phẩm mỹ phẩm mà bạn xài á, nó có rất là nhiều cái hóa chất ở bên trong đó, những cái thành phần hoạt chất, thì mình có chắc chắn và đảm bảo rằng là da của mình sẽ không bị dị ứng với một trong những thành phần trong đó hay không? Cho nên là nếu chúng ta bị dị ứng với một thành phần nào đó thì chúng ta vẫn có nguy cơ sinh ra mụn. Đó là chưa kể tới giống như là bạn Phúc thì là bạn có chia sẻ với mình rằng là nếu như mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà quá nhiều độ ẩm trên một cái tình trạng da dầu, và chưa kể là khí hậu nắng nóng bụi bặm của Việt Nam nữa, thì nó sẽ làm bích tắc lỗ chân lông của chúng ta. Và nếu chúng ta cắt bước vệ sinh chăm sóc da của chúng ta sau make up mà nó vẫn không đảm bảo thì là nó vẫn là một trong những nguy cơ sinh ra những cái còi nhân mụn, và từ đó nó hình thành nên những cái mụn mủ. Từ khóa tiếp theo đó là nặng mụn và lăn kim. Tại em thấy hiện nay có rất là nhiều các bạn làm theo cái trend là đi nặng mụn ở spa, và cũng có bạn tự nặng mụn ở nhà. Vậy thì là có phải là do mình nặng mụn không đúng cách thì nó sẽ tái mụn lại hay không? Nó có ảnh hưởng gì tới cái da mình nó bị viêm nặng hơn hay không ạ? Mụn không ai dám đảm bảo và cam kết rằng có thể điều trị mụn hết vĩnh viễn. Các bạn chỉ nghĩ đơn giản, nếu như một đêm chúng ta thức khuya, chúng ta bị căng thẳng, chúng ta vẫn có thể lên mụn, đúng không ạ? Nếu như một ngày nào đó chúng ta đi quay phim, ta make up rất là kỹ và sau đó về nhà chúng ta không có tẩy trang kỹ, không có vệ sinh, thì chúng ta có bị mụn không? Chắc chắn sẽ bị mụn. Ngoài ra, chúng ta có đảm bảo rằng là chúng ta có thể kiểm soát được cái khí hậu nắng nóng ẩm của Việt Nam hay không? Chúng ta có kiểm soát được khói bụi xeo cổ ở xung quanh, tất cả những nguyên nhân đó, đó là chưa kể đến là tình trạng rối loạn nội tiết ở bên trong cơ thể của chúng ta. Chính vì vậy không thể nào mà có một cái phương pháp nào điều trị mụn vĩnh viễn. Nên là bạn nói nặng mụn ở spa, nặng mụn tại nhà, đó có phải là nguyên nhân không làm hết mụn vĩnh viễn không thì không có được. Rồi, tiếp tục cái ý của bạn nữa, nặng mụn. Chúng ta có nên nặng mụn không? Nặng mụn tại spa hay là nặng mụn từ nặng mụn tại nhà? Theo như là khuyến cáo của bác sĩ da liễu, bệnh nhân nên tôn trọng cấu trúc da. Tức là ở đây là gì? Là các bạn không được tự ý nặng mụn. Nhưng mà theo mình,
Và một số các bác sĩ khác cũng đồng thuận là chúng ta cũng nên hỗ trợ bằng cái phương pháp nặng mụn. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ nặng mụn trong một môi trường như thế nào. Chúng ta phải đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh sạch sẽ. Vì nhiều khi bạn tự nặng mụn tại nhà hoặc là spa, mình không đánh đồng tất cả, vì các bạn kỹ thuật spa cũng được đào tạo rất bài bản. Nhưng đôi khi có nhiều bạn thì kiến thức của các bạn cũng chưa tới, thì cái việc nặng mụn nó không đảm bảo vệ sinh, nó có thể làm vỡ những cái nhân mụn và nó lây lan, đúng không ạ? Lây lan ở những vị trí da lành thì nó vô tình nó sẽ làm cho mụn của chúng ta bị nhiều hơn. Và chúng ta nặng mụn bằng cách nào? Vì nhiều khi các bạn có nghe nói là ở ngoài sẽ có những cái phương pháp cắt lễ mụn á. Anh đúng Thơ rồi. Có nghe không? Cái gì dùng mình miễn chai gì mình nghe nói vậy, bóng không đèn, phải là nghe mà nhà Thơ có người đi nặng mụn bằng cái phương pháp đó rồi. Và thực sự là cái hậu quả tới bây giờ không thể nào mà cứu chữa được. Là miễn chai cái phương pháp đó có thiệt đó hả? Có thiệt. Cho nên là nhiều khi á, là mình không hiểu được cái cấu trúc về da đó. Mình cứ nghĩ à lấy mụn là xong. Nhưng nó sẽ để lại những cái vết sẹo. Và nó còn nữa, cái giai đoạn mà bạn sẽ lấy mụn nữa, đâu phải mụn nào bạn cũng có thể bạn lấy ra được, đúng không ạ? Những cái ổ nang mụn mủ rất là nhiều, thì giai đoạn đó chúng ta chưa lấy mụn được, mà chúng ta sẽ phải uống thuốc để cho nó bớt đi cái vi khuẩn, nó giảm cái quá trình viêm và nó khô đi cái nhân mụn đó, thì lúc đó chúng ta mới lấy. Chứ không phải là lúc nào các bạn muốn lấy là các bạn lấy được đâu. Đúng rồi. Ở đây tôi thấy cái từ khóa có từ lăng kim. Lăng kim. Tại sao nó liên quan gì lại hỏi? Là bây giờ là da mụn mình có được phép lăng kim không bác sĩ ha? Một trong những chống chỉ định trong lăng kim đó là khi da của chúng ta đang bị những cái mụn mủ, lăng kim chúng ta đưa thủ thuật đưa những cái đưa con lăng có những cây kim nhỏ lên trên da, thì có phải nó sẽ vỡ những cái nhân mụn mủ đó không? Thì vỡ những mụn mủ đó thì nó sẽ lây đi đâu ạ? Nó sẽ lây ra những cái vùng da bình thường lành còn lại. Nhưng nếu như chúng ta không bị mụn mủ mà chỉ là những cái mụn ẩn dưới da, chúng ta hay nghe nói mụn đầu trắng, mụn đầu đen á, thì khi chúng ta làm cái thủ thuật lăng kim á, thì chúng ta cũng biết rằng là sau khi lăng kim xong á thì nó sẽ làm bong tróc những cái lớp tế bào sừng. Một trong những cái cơ chế gây nên mụn á thì đó là do nó cái lớp sừng nó bị sừng hóa cái nang lông, thì nó loại bỏ được bớt cái sừng nào thì cái lỗ chân lông của chúng ta thông thoáng, thì nó sẽ làm đẩy cái nhân mụn ẩn ở bên dưới lên. Thường mà những cái da mụn á, sau khi mụn xong thì nó sẽ có nguy cơ là dễ bị thâm mụn, sẹo mụn, và chưa kể cái làn da mụn là làn da dầu nhờn nhiều, cho nên là cái vấn đề lỗ chân lông á, trên những cái làn da mụn này nó sẽ thường to hơn những người bình thường. Thì sau khi hết mụn, chúng ta có thể dùng cái thủ thuật lăng kim đó để cải thiện những cái vấn đề như là điều trị sẹo nè, đưa những cái dưỡng chất kết hợp với lại tế bào gốc để làm giảm thâm cho da. Rồi bây giờ sẽ là từ khóa chính nè, laser. Là ngày trước là em chỉ nghe là laser chỉ để điều trị những cái trường hợp chẳng hạn như lão hóa thôi, mà bây giờ thâm. Laser mà mình điều trị mụn nữa. Nó có rất là nhiều loại laser, và cứ mỗi loại laser như vậy nó sẽ có một cái bước sóng nhất định và nó sẽ có cái tác dụng riêng của nó. Thì đúng là ngày nay người ta vẫn sử dụng công nghệ laser trong vấn đề điều trị mụn. Nhưng trước hết chúng ta sẽ hiểu laser nó tác động vào cái phần nào, thì chúng ta sẽ phải nắm về cơ chế gây nên mụn. Mụn á, thì nó được xem là một cái bệnh lý về nang lông tuyến bã. Rồi như những lỗ chân lông của anh Thơ chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái lỗ tròn tròn thôi. Nhưng mà thật sự thì nang lông nó là một cái ống bên trong da của chúng ta. Cái nang lông đó nó giống như là một cái bình thủy đi. Và ở bên trong cái nang lông đó nó có một cái tuyến bã, hay người ta gọi là tuyến dầu. Nó thông nối với lại cái nang lông đó. Trên những tình trạng mà làn da mà bị dầu nhiều á, thì nó sẽ tiết dầu nhiều qua cái lỗ nang lông này. Sau khi mà nó tiết dầu như vậy thì nó sẽ di chuyển cái dầu, lượng dầu tuyến bã đó lên trên. Nhưng cái lỗ chân lông của chúng ta nếu như nó không có thông thoáng thì trong cái cơ chế mà gây mụn á, thì nó sẽ bị sừng hóa cái nang lông này, tức là nó hình thành nên cái nút chặn cái lỗ chân lông đó lại, giống như cái bình thủy chúng ta có cái bất á, thì nó sẽ chặn lại, nó làm cho cái tuyến bã của chúng ta không thoát ra được. Thì cứ lâu dần tích tụ như vậy thì cộng với cái nút sừng hóa thì nó sẽ hình thành nên những cái nhân mụn đóng, chúng ta hay gọi là mụn đầu trắng. Cái nút sừng hóa đó nó được khai thông ra, hay là cái nút bất của bình thủy chúng ta giật nó ra thì nó bị oxy hóa thì nó sẽ thành mụn đầu đen. Rồi nếu như mà cái nút bất đó nó vẫn bị dính chặt như vậy và bên trong đó tuyến bã nó cứ tiết nhiều thì chúng ta sẽ thấy cái nang lông nó phình to ra và môi trường trong đó là một cái môi trường yếm khí, thì lúc này cái con vi khuẩn gây mụn là vi khuẩn biacne nó sẽ tạo một cái điều kiện thuận lợi cho cái vi khuẩn này sinh sôi nảy nở, thì từ đó nó sẽ hình thành nên những cái nhân mụn mủ. Và nếu như cái nang ở trong cái nang lông của chúng ta, cái tuyến bã dầu nó cứ lớn dần lên giống như một cái quả bong bóng, càng ngày chúng ta càng thổi nó càng lớn, thì đến một lúc nó sẽ vỡ ra. Khi mà nó vỡ ra như vậy, nó sẽ lây lan ra những cái tổ chức da xung quanh và lúc đó nó sẽ hình thành nên sẹo. Tổng kết lại, cơ chế gây mụn có 4 cơ chế. Thứ nhất phải kể đến đó là sự tăng tiết bã nhờn.
Cái này nó thuộc về bản thân cơ địa của mỗi người, nội tiết tố, da mình là da dầu. Thứ hai là nó bị sừng hóa, là giống như cái nút bình thủy nó làm chặn, không có thông thoáng được lỗ chân lông. Thứ ba là có sự tham gia của vi khuẩn gây mụn bi acne. Và thứ tư là tạo thành một cái môi trường viêm, phản ứng viêm ở bên trong cái nang lông. Vậy thì cái laser nó sẽ tác động vào cái cơ chế nào? Thì hiện nay ngoài laser nó còn có cái ánh sáng nữa. Các bạn có hay thấy ở những spa họ chiếu ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ không? Đúng rồi. Thì như vậy, con vi khuẩn bi acne nó tiết ra một cái chất hơi chuyên môn một chút ha, nó gọi là porphyrin. Thì cái chất porphyrin này nó sẽ hấp thụ được cái ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh đó. Cho nên khi mình chiếu cái ánh sáng vô thì nó hấp thụ porphyrin, nó sẽ chuyển hóa thành một cái chất gọi là oxysilate. Và chính cái chất này nó sẽ quay ngược trở lại, nó tiêu diệt cái vi khuẩn, tác động lên cái tuyến bã nhờn để làm giảm tiết bã nhờn của chúng ta. Ngoài cái ánh sáng đó, mình còn có những cái laser khác như là laser ánh sáng xanh lá cây, laser ánh sáng màu vàng đó. Thôi cái này chuyên môn thì mình nói để các bạn nắm như vậy. Đó là hai cơ chế rồi, vi khuẩn với lại tuyến bã. Còn cái nút sừng hóa ở bên trên thì có phải bằng cách nào đó chúng ta phải làm cho nó làm bật cái nút sừng hóa này đi, nó thông thoáng cái lỗ chân lông thì nó mới thoát ra được những cái chất ở bên trong nang lông, đúng không ạ? Thì cơ bản nhất, nếu các bạn không tìm tới bác sĩ thì các bạn ở nhà chăm sóc vệ sinh da bằng những cái mỹ phẩm của mình, thì là chúng ta phải làm sạch giống như các bước các bạn chia sẻ đó. Còn nếu như các bạn tìm đến bác sĩ thì ở đây mình sẽ sử dụng laser cho các bạn, nó sẽ có những cái laser để giúp chúng ta loại bỏ đi cái nút sừng hóa này. Wow, trời ơi, lá ngon kìa, hay ha, vi diệu. Thì với trường hợp bạn này, mình chia ra làm hai giai đoạn điều trị. Giai đoạn thứ nhất là mình điều trị mụn cho bạn, và giai đoạn thứ hai là mình tiến tới điều trị sẹo cho bạn. Và vấn đề thâm thì giai đoạn mà điều trị mụn á, kết hợp cho bạn những cái thuốc. Thì thuốc ở đây đó là thuốc thoa tại chỗ ở bên ngoài, đó là những cái sản phẩm chăm sóc da tại nhà, cũng giống như là thuốc uống điều trị mụn ở bên trong. Cùng với đó, bạn sẽ đến bệnh viện hàng tuần để thực hiện công nghệ laser điều trị. Và ở đây thì mình kết hợp cho bạn ba công nghệ. Thứ nhất là cái ánh sáng IPL. Thứ hai là mình sử dụng cái laser để làm giảm đi những cái mụn viêm. Thứ ba là sử dụng laser làm giảm thâm cho bạn. Cái liệu trình mà điều trị mụn với thâm này thì nó kéo dài khoảng 2 tháng rưỡi. Trời ơi, 2 tháng rưỡi hả? 2 tháng rưỡi thôi. Sao lẹ vậy bác sĩ? Mình mất 2 tháng rưỡi. Lặng lặng luôn. Trời, không. Các bạn nhìn vào bác sĩ, cái gì bác sĩ nói là mình mất đến 2 tháng rưỡi. Đúng rồi. Mình cảm thấy rất là đau lòng. Bị hụt hận. 2 tháng rưỡi thì không biết là theo các bạn là nhanh hay là chậm. Quá nhanh. Vậy là chắc là các bạn đã từng điều trị theo cái phương pháp cũ, tức là vậy nè, hồi xưa thời mà mình chưa làm bác sĩ da liễu, mình cũng bị mụn dữ lắm. Mình đi điều trị thì lúc đó các bác sĩ da liễu chỉ cho mình là uống thuốc với lại thuốc thoa, thì bác sĩ có dặn điều trị mụn lâu lắm nha, ít nhất là cũng phải 6 tháng vậy đó. Không, bác sĩ có luôn. Nhiều người gọi là trường kỳ kháng chiến thì ít nhất mà mình nói là ít nhất mà ít nhất là 6 tháng mà. Thì bây giờ có những cái công nghệ laser và ánh sáng hỗ trợ thì nó cũng rút ngắn bớt cái thời gian cho mình, cho nên là trường hợp của bạn này là 2 tháng rưỡi. Thì sau cái giai đoạn điều trị mụn xong thì mình bắt đầu mình tiến qua giai đoạn thứ hai là điều trị sẹo cho bạn. Thì lúc này cái phương pháp điều trị sẹo mình áp dụng cho bạn là 2 phương pháp. Thứ nhất là mình sử dụng laser vi điểm. Thứ hai đó là sử dụng lăng kim kết hợp với những cái dưỡng chất để tái tạo lại da. Cảm ơn bác sĩ Nhật rất là nhiều. Thật sự là anh Thơ thấy những cái thông tin ngày hôm nay mà chúng ta có được á, nó rất là hữu ích, đúng không ạ? Dạ. Ngay cả như Thơ bây giờ nè, mặc dù là cái tình trạng mụn của Thơ cũng đã được kiểm soát rồi, nhưng mà khi mình nghe xong thì mình cũng cảm thấy rất là yêu đời, cái chuyện là mình an tâm. Nếu như một mai mà lỡ mà có ăn một mình giống như Vàng, vẫn có nơi để dạ. Dạ. Mụn, đúng rồi. Thì ít ra còn có nơi để dựa dẫm, phải không? Dạ. Vàng có mời mấy bạn, Vàng nhớ mời luôn bác sĩ. để một ngày bị rồi bác sĩ còn chữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay với chủ đề mịn màng làn da thì hy vọng là giải mã nhan sắc cũng đã giải mã cho quý vị rất là nhiều những cái thông tin hữu ích để mà chúng ta luôn xinh đẹp, rạng rỡ và tự tin mỗi ngày. Một lần nữa cảm ơn các vị khách mời rất là nhiều ạ. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình giải mã nhan sắc cũng xin phép được khép lại. Chúng tôi rất là hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục quan tâm đồng hành cùng với chương trình và theo dõi vào khung giờ phát sóng quen thuộc 10:30 thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và chúng tôi rất là cảm ơn bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.